có linh hồn bên tận có thì là linh hồn bên tận có bên tận gì đấy có linh hồn bên tận xoan khó hiểu không không thì khó hiểu đấy để đi đi dần sẽ có lo thử thách của con người thì con cố gắng để tin đến nay nó sẽ quyết định hơn tuy nó không quyết định phân lợi thế nhưng cũng có một anh nhỏ đi và sau này cô là của con thì ngày nào có đổ thôi nó cần mổ mới đi cho con cần mổ không nó cần mổ nó cần mổ để tiêm mà thứ sáu được có lúc gì con cố gắng lên giờ thôi được cố không khí hơn không phải quá đâu mọi người giờ cố gắng rồi thì mổ rất là nhiều khi thứ hai cũng việc công ty mình đang được bạn đang cố gắng lên rồi mọi thứ cũng không có nhớ rồi sẽ diễn ra cái việc một giờ có một khoảng thời gian này có nhẹ được Thank you.